Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay sẽ không phải là một bài hát nào nữa, mà Bin sẽ tiếp tục làm series hướng dẫn nhảy cơ bản dành tặng tất cả các bạn. Phần cơ bản hôm nay Bin sẽ nói về phần đầu và phần cổ, cho nên là nếu mọi người chưa biết làm phần này thì hãy tiếp tục theo dõi video nha. Trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng học nghe thôi. Động tác đầu tiên là động tác mà sẽ thường hay rất là gặp nhiều ở trong các bài hát, đó chính là động tác xoay đầu. Thì xoay như thế nào? Đầu của mình sẽ, mọi người tưởng tượng nó giống như đánh một cái chữ V vậy đó. Đánh chữ V lên và đánh vòng tròn. Ok, mình sẽ làm chậm nha. Mình có thể tập chậm theo Bin luôn. Hai tiếng xoay như thế này, giống như lúc mà mọi người khởi động vậy đó. Ok, rồi thì cái hướng ngược lại nó cũng tương tự như vậy thôi. Mình sẽ xoay bên đây. Ok, rồi, ok, bây giờ nhưng mà khi mà vào các bài nó sẽ không có chậm như vậy để dễ cho mình thực hiện và nó nhanh, cho nên là mọi người sẽ nhấn ở cái phần giữa ở dưới như thế này. Mình sẽ nhấn cái phần đầu, mình sẽ làm ví dụ một cái nha. Bực, ok, nó sẽ xoay một cái vèo xuống như thế này. Hai đi xuống, ok, hai đi xuống, rồi, ok, ok. Và có những cái bài nó sẽ nâng cái độ khó hơn thì nó sẽ làm hai lần, giống như bài của XG Mafia in the Morning, thì mọi người sẽ thấy có hai cái phần xoay đầu ở đoạn điệp khúc, thì người ta sẽ xoay như thế này, bùm bùm, ok. Nhưng mà sẽ hơi khó đối với những bạn mới học, cho nên là mọi người sẽ cố gắng làm từng cái trước thôi. Ví dụ nha, mình làm ví dụ một cái trước, bùm bùm, ok. Rồi ví dụ như trong bài XG thì nó sẽ giống như thế này. I'm the mafia. Rồi, ok, thì mình sẽ tập như vậy, chậm thôi và từ từ mình nhân nhanh lên thì sẽ được hai lần. Ok, trong khi tập thì mình sẽ cố gắng mình làm hai bên luôn, hai chiều, để tại vì mỗi bài nó sẽ mỗi khác, và có bài sẽ làm chiều bên này, có bài sẽ làm chiều bên kia, cho nên mọi người cố gắng sẽ tập hai chiều luôn để mình sẽ dễ dàng thay đổi ha. Ok, động tác tiếp theo là động tác vòng số 8, nó cũng giống như cái hông vậy á. Khi cái hông mọi người đánh vòng số 8 như thế này thì cái phần đầu mình nó cũng sẽ có cái đó. Thì cái này mình sẽ dùng cái phần cổ nhiều hơn. Mình sẽ nghiêng qua như thế này. Ok, thì sẽ có những bài nó sẽ là 1, 2, 3, 4. Ok, rồi mình sẽ, cái này thì làm như thế nào cũng giống như cái phần hông ha. Mình sẽ vẽ cái vòng vô cực số 8. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chậm từ từ nè. Cái phần má của mình nè, ép qua bên đây. 1, 2. Sau khi mình ép qua xong, mình sẽ đưa lên. Nó giống như vậy nè. Ép qua, đưa lên, ép qua, đưa lên, ép qua, đưa lên. Ok, mình sẽ làm chậm thôi nha. Hai đi, qua, lên và qua, hất lên, trở về, qua, hất lên, qua, hất lên. Ok, mình sẽ đếm nha. Hai đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, và cái phần này thì nó đã hai bên sẵn rồi, cho nên là mọi người cứ tập theo thôi. Thì ví dụ như tùy bài, có bài sẽ là bên đây trước thì mình sẽ làm theo thôi. Ok, rồi bây giờ nhanh hơn nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, rồi Vin hy vọng là mọi người sẽ làm được động tác này nha. Động tác tiếp theo đó chính là động tác đánh cái phần cổ qua như thế này. Ok, cái này là Vin đi giải rất là nhiều và cũng có rất là nhiều bạn đã biết nhảy rồi nhưng mà chưa đi được cái phần này luôn, thì hôm nay mình sẽ có một cái bài tập như thế này để mọi người sẽ tự tập ở nhà nha. Mình sẽ đặt tay lên như thế này đó, rồi mình sẽ đưa cái phần cổ của mình qua, đưa qua, đưa qua. Ok, nếu mà bạn nào chưa quen thì mình thẳng hơn nữa để mình sẽ có cái khoảng cách nó nhỏ hơn, mọi người sẽ dễ làm hơn. Thì mình cái động tác này, cái cách làm như thế nào, mọi người sẽ không quay cái mặt qua như thế này mà mình sẽ áp cái phần má của mình vô. Ok không? Áp cái phần má vô. Đó. Sau khi mọi người quen rồi thì mọi người mở rộng ra hơn. Đó, nhưng mà mình nhớ là mình không có đưa cái tay vô nha mọi người, hoặc là mình quay cái mặt qua nha là sai. Đó.
sau khi mọi người quen rồi thì mọi người sẽ bỏ cái phần tay ra và mình đi như bình thường. Ok, bùm bùm tắt, bùm bùm tắt, bùm bùm tắt. Đó. Cái động tác này cũng sẽ gặp rất là nhiều ở trong các bài nhảy hiện bây giờ. Thì tương tự với động tác ngang thì mình sẽ có động tác đi lên đi xuống. Ok. Thì cái này mọi người chỉ cần đưa ra đưa vào thôi. Mình cố gắng mình giữ cái phần vai lại là được. Ok, rất là mong mọi người sẽ có thể hoàn thành được cái động tác này nha. Đó là động tác thứ 3. Và động tác thứ 4 là mình sẽ đánh chữ V lên. Hồi nãy là mình xoay đầu thẳng qua một cái vòng tròn luôn. Còn bây giờ mình sẽ làm động tác đó là đánh chữ V lên. Mình sẽ gật và hất. Gật và hất. Ok, mình làm chậm như vậy thôi nhưng mà mình sẽ làm nhanh cái động tác khi mà vô động tác nó sẽ là như thế này. Chù ha chù chù ha chù ha. Ok. Ok, và cái động tác này thì Beyoncé đã có thực hiện trong một cái bài hát của chính cô ấy, đó chính là bài hát End of Time. Đó, ok. Động tác thứ 5 mà Bin muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là động tác hất đầu. Ok, nói nghe có vẻ đơn giản đúng không? Thì mình sẽ làm như thế này. Ok, có nhiều bạn sẽ không có quen á cho nên là mình sẽ hay bị kiểu cái mình giữ đây luôn. Thì mình sẽ không như vậy, mình sẽ thường ở trong các bài hiện nay này nó sẽ là như thế này. Đó, hất nè. Đó, mình sẽ đặt tay nè. Hất, hất. Ok, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Đó, cái động tác này thì mình làm theo kiểu là có cái thái độ thôi. Tức là động tác nó không có khó nhưng mà cái thái độ của một người mới là quan trọng ha. Hoặc là có bài sẽ gật xuống. Bùm, sắc. Bùm, bùm, sắc. Ok. Rồi mình sẽ để một vài ví dụ bên đây nha. Ok. Ok, với năm động tác về đầu và cổ này thì mình rất là hy vọng mọi người sẽ có thể ngày càng tiến bộ hơn và sẽ có thể hoàn thành được những cái phần riêng như là đầu, cổ, ngực, hông. Thì hiện tại mình đã có video đầu, cổ là video này và video ngực đánh hông. Các bạn hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Bin để theo dõi cái series hướng dẫn dạy nhảy cơ bản này nha. Bin sẽ để cái phần danh sách phát ở phía bên này ha. Ok, và đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Chúc mọi người thành công nha.